Vinh xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Vinh. Thì hôm nay hai anh em của Vinh đi vào lô lại bắt em đồ ong cả nhà. Bây giờ thì xin mời cả nhà mình cùng đi bắt ong với hai anh em của Vinh nhé. Đây Vinh sẽ quay lại cầm sao cho cả nhà mình cùng xem cái tổ ong trên này. Oh, tôi thui luôn, em thui luôn. Dùng lại xíu à. Mình cái đàn ngoài này cũng hơi phiêu lưu tí. Đó. Giờ thì Vinh sẽ lên đây này. Đây, cây này cũng khá cao nè. Đó. Ở nằm bên phía bên kia. Rồi Vinh sẽ lên tới nơi, Vinh sẽ quay lại tiếp cả nhà. Bây giờ cả nhà đừng có rời màn hình nha, để tới nơi Vinh quay tiếp à. Giờ cầm tay điện thoại ông lên quay. Đấy cả nhà, Vinh nó lên tới mà ổ này dữ quá. Rồi Vinh cách treo máy để Vinh bắt luôn. Chứ không làm gì được. Không ai quay cận cảnh được cả nhà. Ôi, dữ quá. Nó chỉ đứng như vậy cả nhà. Thank you.
Thôi cả nhà, bộ này dữ quá. Giờ binh xuống này nè. Tháo máy luôn. Binh quá. Đây cả nhà. Đây, còn nhiêu đây. Giờ binh tắt máy đây. Dữ cả nhà, thành quả đây. Cũng nặng lắm, cái phải 4 kg. Thì nó đuổi nhiều, anh em chạy từ nãy giờ cũng phải 3-4 cây ra đây rồi. Thì mới ra đây khoe thành quả. Đây. Đó. Thì Vinh cũng xin tạm dừng clip tại đây cả nhà. Nếu cả nhà yêu quý hai anh em của Vinh thì đừng quên cho Vinh xin một like và một đăng ký kênh để tạo nhiều động lực cho hai anh em của Vinh làm những clip mới cho cả nhà cùng xem ha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau. Bye.